Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Trong bài hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về bài 61 của cuốn Tân Giáo Trình Hán Ngữ, có chủ đề là Vĩnh Tự Bát Phác, 8 nét để viết chữ Vĩnh. Trước tiên, tôi sẽ giới thiệu qua về phần từ mới. Thứ nhất là từ dùng, Vĩnh. Chữ Vĩnh, dùng. Tiếp theo, chỉ xua, nghe nói. Chỉ xua là nghe nói. Su phả là thư pháp, nghệ thuật viết thư pháp. Su phả cha là nhà thư pháp. Tại là đời. Hay còn ý nghĩa nữa có nghe thay thế. Lĩnh, lĩnh. Lĩnh, dẫn dắt lĩnh. Chiếu cậu là kết cấu hay cấu trúc. Bỉ họa là chữ Hán hay là nét. Chí chén là đầy đủ, chí chén. Chi bẩn cung là kỹ năng cơ bản. Phản phụ nhiều lần lặp đi lặp lại. Nếu mà cái từ phản phụ ở chán là lật lọng cháo chở. Sư khảo là suy nghĩ, sư khảo là suy nghĩ. Thu rán là bỗng nhiên, đột nhiên, bỗng. Tả sưng là to tiếng hay lớn tiếng. Thua là kéo dài. Thua thua la la, làm việc lên ma lên mà. Ý xạ dự là ngay lập tức, nhằm một cái, thoát một cái. Ý xạ dự rất là nhanh. Thí xỉn là nhắc nhở, hay là nói khẽ hay là nhắc. Tự yán tự ủy có nghĩa là ba lẩm bẩm. Tự yán tự ủy là ba lẩm bẩm. Lý huệ là hiểu, để hiểu. Trẹo sân là tiếng gọi, trẹo sân là tiếng gọi. Mỏ mình chiếu mẹo là u cà cà chả hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác. Tẻn là nét, nét chấm. Tiếp theo hứng là nét ngang, hứng. Sụ là nét sổ. Nạ là nét mát. Phỉa là nét phẩy. Thẻo là nét hất. Câu là nét móc, chứa là nét gập, thí là nét hất, chân xưng gọi, tên gọi. Chỉnh tại là đời Tấn. Quáng si chư là vương sư chi, vương hy chi, quáng si chư là vương hy chi. Chữ dụng là chí vĩnh, chữ dụng là chí vĩnh. Tiếp theo phần bài đọc này. Dùng chữ ba phả vĩnh tự bát phát đấy, có nghĩa là bát phát đấy, có nghĩa là kết cấu tám nét của chữ vĩnh. Truy xua chín tại ta su phả gia vãng si chư tợ tỷ chi tại xuân tử chào chữ dùng nhẹ sự ý vị dầu mình tợ su phả gia y thiên dầu ý vị khờ rấn lĩnh trợ ý cơ ba sợi tờ xào hải lái chỉnh chào chữ dụng quân tha chẩm mất lẹn xí hạn dự chữ dụng xảng chào xào hải dự xế xí dự chạy hảo tờ phan phả sự xảng chú ý cơ dự chê cơ dự chế cầu yào giản đan bỉ hoa yào chí chuyến rạng xào hải 字写好了，这个字也就是练了好，基本功。他正在反复思考时，突然听到窗外有一位朋友大声地叫他：“志勇，志勇！”而且“勇”字的声音拖得很长，这个声音一下子。 提醒了智勇，他一拍手，自言自语地说：“对，就用这个‘勇’字。”他不理会朋友的叫声，拿起笔来写下了一个‘勇’字。这时，他的朋友走进屋子来说：“智勇，我叫你，你怎么不答应？”
这种说，谢谢你的叫我，叫声，你的叫声使我想起了这个永字，来了，它朋友听了觉得莫名其妙，就问，这是怎么回事？这永字怎么回事？这永字结构，嗯，记简单笔画又集全，用它练习写字，基本笔画最好。你看，永字这个字点横竖，那撇挑勾折都有汉字的笔画基本全了。你这个叫出的字，就写字的方法来了，真的谢谢你了，那朋友问，拿什么？叫我，这永想了想说，这个永字留作纪念吧。于是他就提笔写一下，写了这个永字，后来人们用这个字，书法称作永字八法。 Phần bài tập này chứa câu giản tan phối hợp, chứa câu giản tan, chứa câu hợp lý, phóng chen, chứa câu giản tan. Dùng những các từ điền vào chỗ trống, điền vào các từ đấy, ví dụ như là mình phải đọc kỹ những cái phần bài dưới đây này, thêm những từ nào vào trong phù hợp. Trước tiên mình xem là tha này, chợ yuan chu tờ ý chua san tuy wo suo na chiêu sự san xiang. Mình phải xem xem là dùng cái từ gì được. Tha trong cái từ này chỉ có dùng từ chữ, là từ chỉ. Tha chữ ta giản chữ đấy, chữ san có nghĩa là ta chỉ đấy. Và cái giản chữ ta ý chữ san, anh ta chỉ vào một ngọn núi rất là xa. Tôi của xua nói với tôi là na chiêu sự xiang san, kia chính là hương sơn đấy. Đấy, mình xem mình phải đọc kỹ những cái phần này, sau đó mình thêm vào những cái từ hợp lý. Phân biệt từ này, trong phân biệt từ này. 你的要求他已经, dùng cái từ tying, hợp lý, trong cái từ hợp lý là hợp lý, tying là đồng ý, mình sẽ dùng cái từ tying thêm vào. Tương tự như vậy, mình cứ làm theo thôi.